Lại là mình đây, lại là Ngân Sù đây. Hôm nay mình sẽ to test cho mọi người. Mẹ test cho mình, test cho mọi người một thỏi son có dưỡng nha. Thỏi son này là dòng son ly, rất là thích. Mùa này sử dụng cực kỳ thích luôn. Và nó là dòng son ly có dưỡng. Đây có tem đỏ hàng nội địa Nhật luôn nha mọi người nha. Code này, mọi người có thể check code theo cái này nha. Đây, bên ngoài đây là màu son 120, dòng này là son Revlon Super. Đấy, siêu của nó đây. 120 màu đỏ cam và check màu đỏ cam gần như là nó gần giống như màu 570 của son su ấy nha. Cái này thì bằng giá son su 650.000, đắt hơn, thậm chí đắt hơn một chút. Son su có những thời điểm nó chỉ đến 620 thôi, nhưng mà dòng này thì 650.000 nhá. Đây thì bóc ra nào. Cái này thì nó sẽ có màu một, đây là số 120 này. 120 này thì nó sẽ có màu gần giống với đỏ cam của son su, nhưng mà đặc biệt là cái này nó lại có son dưỡng. Nó sẽ có son dưỡng. Và nó, cái màu của nó sẽ chếch sang, màu của nó sẽ chếch sang màu cam đất một chút, nên là dùng rất là đẹp. Để mình bóc ra nhé. Bóc ra. Đây, tiếp tục bóc ra. Khó bóc ghê đấy mọi người. Đấy, bóc ra nè. Bóc ra khó khăn quá. Ok, trời ơi, bóc xong nó có đẹp dã man luôn ấy. Trời ơi, đẹp lắm luôn. Sẽ mở ra nhá. Mở ra nhá. Đẹp quá. Đây, mở ra thì nó sẽ như thế này, là như thế này. Trời ơi, quá là đẹp luôn. Nhưng mà bây giờ không biết test vào đâu cả. Không biết test vào đâu bây giờ ấy. Đẹp quá trời. Tép vào đâu? Tép vào tay. Hơi lên tay màu đẹp quá. Bây giờ nó mà rơi một cái thì chết mất. Ai xa. Ok nhé. Ok. Đẹp quá mọi người, màu này đẹp quá luôn.